Xin chào tất cả các bạn đã đến với giải đấu Việt Nam Pro League. Đây là một giải đấu theo thể thức đối đầu trực tiếp giữa các Cubers hàng đầu Việt Nam ở bộ môn 3x3. Và ở vòng đấu đầu tiên ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cặp đấu giữa Đỗ Quang Hưng và Nguyễn Anh Khôi. Giới thiệu qua một chút thì Đỗ Quang Hưng hiện tại đang là người giữ NR 4x4, ao 5 và 5x5 single cũng như là ao 5 của Việt Nam. Còn Nguyễn Anh Khôi tuy chưa có các thành tích tốt ở WCA, nhưng Khôi đang nổi lên là một trong những pro Cubers của bộ môn 3x3 với các thành tích sắp 8 ở nhà. Ở vòng đấu bảng này thì các thí sinh sẽ thi đấu theo thể thức BO 5 set. Trong mỗi set sẽ có 5 lượt giải. Ai giành chiến thắng 3 lượt giải trước sẽ có được 1 set, và chung cuộc ai là người có được 3 set trước sẽ là người giành chiến thắng. Và về thứ tự xuất phát thì các thí sinh sẽ luân phiên nhau bắt đầu lượt giải. Hai thí sinh ngày hôm nay của chúng ta đều là những Cubers sử dụng cross trắng và vàng. Đây là có lẽ không có ai có lợi thế hơn trong phần inspection. Về mặt thành tích thì Đỗ Quang Hưng đang nhỉnh hơn Nguyễn Khôi. Tuy nhiên là chúng ta sẽ vẫn chưa biết trước điều gì. Và Khôi đang đến với lượt giải đầu tiên của mình. First pair có vẻ hơi kẹt và OLPL 8 giây 53 cho Nguyễn Khôi, một thành tích không thực sự tệ, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để đối đầu với cả Đỗ Quang Hưng. Và Hưng đã bắt đầu inspect. Có vẻ như Hưng sẽ chọn cross vàng chăng? Hai cặp đầu khá tốt của Đỗ Quang Hưng. Cặp thứ tư hơi chậm. Bây giờ chữ H. Và thành tích là 8 giây 37. Chưa thực sự tốt đối với Hưng, nhưng cũng là một thành tích vừa đủ để giành chiến thắng trước Khôi ở lượt đấu đầu tiên này. Ê, Dũng gửi lại spam đấy. Bây giờ không thấy spam đâu. Hai cặp đầu rất tốt của Đỗ Quang Hưng. OLL PL hơi kẹt. Và thành tích là 7 giây 77. FL khá tối ưu. 6 giây 76. Một thành tích rất tốt của Nguyễn Khôi. Chúng ta có thể hiểu được bởi vì các trường hợp OL và PL Khôi gặp tương đối dễ. Vâng, Khôi inspect rất nhanh. Một pha thi đấu có vẻ là hơi chấp của Nguyễn Khôi. Vâng, 11 giây 99. Và chắc chắn thành tích này sẽ không đủ để giành chiến thắng trước Đỗ Quang Hưng. Và thành tích của Hưng là 7 giây 61.
6 giây 88. Có vẻ như Hưng đang bắt đầu lấy lại phong độ sau một sự khởi đầu chưa thực sự tốt của mình. Và đây sẽ là một thành tích rất khó cho Nguyễn Khôi để có thể vượt qua cũng như là trụ lại được ở set đấu này. Bảy giây 99 đến từ Khôi, một thành tích không tệ nhưng không đủ để vượt qua 6 giây 88 của Đỗ Quang Hưng, và điều đó có nghĩa là Hưng sẽ dành cho mình được set đầu tiên. Có vẻ là Khôi đã chốc rồi. 9 giây 87. Nếu như Khôi vẫn tiếp tục có những pha thi đấu chốc thì đây sẽ là một trận đấu dễ dàng dành cho Đỗ Quang Hưng. Hưng đã bắt đầu inspect và bắt đầu lượt giải đầu tiên của mình ở set thứ 2. Vâng, có vẻ như Hưng cũng chốc luôn. 8 giây 91. Solution rất tối ưu đến từ Hưng. PL 6 giây 79. Đây là một thành tích đúng với phong độ của Đỗ Quang Hưng. Liệu Khôi sẽ thi đấu tốt hay là sẽ tiếp tục chốc giống như các pha thi đấu trước? Vâng, Khôi đã chọn cốt trắng. Vâng, tiếp tục là một pha thi đấu chốc đến từ Nguyễn Khôi. Và thành tích là 8 giây 31. Hai không cho Đỗ Quang Hưng. Hai cặp đầu tiên rất nhanh. Tuy nhiên là lại là PL chữ G. 7 giây 64. Khôi đang dần lấy lại phong độ. Hưng cần phải vượt qua 7 giây 64 để có cho mình được 2 set. Có vẻ hơi chốc một chút. 8 giây 16.
một so khá kẹt của Đỗ Quang Hưng. Nhưng nó vẫn là sắp 8 và thành tích là 7:99. Liệu Khôi có thể cân bằng tỷ số và cũng như làm khó cho Đỗ Quang Hưng một chút ở set thi đấu thứ hai này? Một chút chần chừ ở cặp FL thứ hai và thành tích là 6:87. Khôi đã giành chiến thắng và cân bằng được tỷ số trước Đỗ Quang Hưng. Một pha thi đấu sắp 7. Tôi hy vọng sẽ được thấy thêm nhiều những pha sắp 7, sắp 6 đến từ các thí sinh. Về mặt trình độ thì qua vòng sơ loại thì chúng ta có thể thấy được là tất cả các thí sinh đều có average sắp 8. FL tương đối nhiều moves. 8:88. Có lẽ là không đủ. Có lẽ là không đủ để Khôi có thể đưa có được cho mình set đầu tiên. FL cũng rất nhiều moves của Đỗ Quang Hưng và 7:96. Hưng đã có cho mình được set thứ hai. Liệu Khôi có thể lật ngược được tình thế và giành chiến thắng, hay là Hưng sẽ giành được set thứ 3 và có được trận thắng đầu tiên của mình? Đây sẽ là một set thi đấu rất quan trọng. Hưng lựa chọn cốt vàng chăng? Hơi nhiều moves. 8:53. Không quá tốt cho Hưng. Và đây là một thành tích có thể vượt qua được nếu như Khôi thi đấu tốt. Inspect rất nhanh. Có vẻ như Khôi chấp rồi. 9:50. Sẽ là một tình thế khó dành cho Khôi khi mà Hưng đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Nếu như Khôi sẩy chân ở pha thi đấu này thì có lẽ rất khó cho Khôi để có thể lật ngược tình thế. Vâng, Khôi đã bắt đầu inspect rồi. Hơi kẹt một chút ở PL nhưng 7:65 cũng là một thành tích rất tốt của Khôi. Một so khá kẹt và 8:76 và tỷ số sẽ là 1-1.
Em hay lở rất nhanh. Một sò khá mượt. Và thành tích là bao nhiêu đây? 5 giây 85. Vâng, chúng ta đã có pha sắp 6 đầu tiên của giải đấu đến từ một sò rất mượt của Đỗ Quang Hưng. Tuy nhiên nếu Hưng làm ZBL ở trường hợp đó thì mình nghĩ đây sẽ một pha sắp 5 chứ không phải sắp 6. Một pha thi đấu rất chốc đến từ vị trí của Khôi khi mà Hưng có được cho mình pha sắp 6. Và thành tích là 10 giây 04, 2-1 cho Đỗ Quang Hưng. Khôi sẽ phải có một pha thi đấu rất tốt ở lượt giải này nếu như không muốn bị thua trắng 0-3 ở trận đấu đầu tiên của mình. Lúc overhead không thực sự tốt đến từ Khôi. Bạn góc 10 giây 30. Và chắc chắn là Hưng sẽ tận dụng được cơ hội tốt này để có cho mình được set đấu cuối cùng cũng như là trận thắng đầu tiên của mùa giải. Tám giây 20. Một thành tích chưa tốt nhưng cũng là quá đủ để Hưng có thể dành cho mình được chiến thắng cuối cùng trong set này. Và đấu sẽ kết thúc với tỷ số là 3-0 set dành cho Đỗ Quang Hưng. Chiến thắng đầu tiên của Hưng trong vòng bảng. Và Khôi tuy chưa có được set thắng nào nhưng cũng có những pha thi đấu rất tốt. Sắp 7 và sắp 8. Hy vọng Khôi sẽ lấy lại phong độ của mình và thi đấu tốt hơn ở những trận đấu tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe. Và chúng ta cùng chờ đón trận đấu tiếp theo của giải đấu.